ồ oh, hồ oh, quên và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn một ngày đã quen tất cả lại nhớ về nhau như chính em cô gái đến từ hôm qua tình yêu đầu trao nhau dư âm để lại và nếu thuộc về nhau anh sẽ trở lại để được ngắm hoa rơi như cơn mưa che khuất những con đường hello xin chào hôm nay là thứ sáu và chúng ta lại gặp nhau trong ít phút của buổi tối ngày thứ sáu để cùng trò chuyện với nhau cùng tôn vinh nhau vì những thành quả vì thành quả của chúng ta sự cố gắng nỗ lực của chúng ta trong thời gian một tuần vừa qua các bạn lên đi nhá mình sẽ chờ các bạn chờ các bạn vì hôm nay mình có những cái câu chuyện vui để kể với bạn có những cái câu chuyện mà quả thật là rất vui cười ra nước mắt cười ra nước mắt à... và chúng ta mỗi một buổi tối thì chúng ta sẽ tích cóp thêm được một ít kiến thức mình rất là thích các bạn <laughs> Rồi cảm ơn nhung nguyễn cương cương thư nguyễn lẫm vũ toàn vũ nhung nguyễn uhm, cuộc đời thì đôi khi nó cũng phải có lúc vui vui chút nhỉ vui vui và hôm nay là hôm vui âm thanh ánh sáng hôm nay thế nào các bạn âm thanh ánh sáng âm thanh ánh sáng cương cương xin chào huy trần cường lương thế cường hà văn huế <laughs> Báo cáo tình hình hôm nay đàn lợn ổn, ăn uống bình thường. Ok, đấy là cái tin vui nhất mà mới vừa cập nhật ở Võ Nhai Thái Nguyên. Rất tốt, Trịnh Thắng. Ừ. Minh Kiều, ok, tốt rồi. Tốt, tốt, ok. Mọi thứ sẽ tốt dần lên, kể cả giá lợn của chúng ta đúng không? Nó sẽ nhanh chóng bùng nổ thôi. Nhanh chóng bùng. <laughs> à, có những thứ mà chúng ta biết Và chúng ta không thể làm được gì Điển hình ví dụ như là giá vàng Giá vàng nó sẽ rất nhanh chóng lên với Đến 80 triệu một cây ừ, Có những thứ chúng ta biết Chúng ta không làm được gì Có những thứ chúng ta biết Và chúng ta có thể làm được cái gì Đấy <laughs> anh Khương, cảm ơn anh nhé Lại khen thằng em đẹp trai Ok <laughs> hôm nay như thường lệ các bạn hỏi đi Các bạn hỏi và tôi trả lời trong dài dài một chút Vì đang vui Nào xin mời các bạn Giá lợn thế nào? Giá lợn đang lên rất tốt Nơi cao nhất được 59 ngày hôm nay Ghi nhận tại một địa phương ở Hưng Yên và ở Thái Bình Còn đa phần hôm nay bán 56, 55 54 58 cũng có 57 cũng có trương phích Xin chào Chín Lê Nguyễn Hạnh ừ. các bạn hỏi đi có cái gì hỏi đi hỏi đi Sơn Phạm Hoàng Cầu Nguyễn Minh Tuấn 9A Đại Phạm Phúc Hồ Ok Chào các bạn Hello Xin chào hôm nay mình đi hôm nay mình đi đi đâu nhỉ hôm nay mình đi phú thọ và một người bạn một người em tên là khang ở ở ở đâu nhỉ ở cẩm khê phú thọ à, hai em ấy rất là tuyệt vời và cái câu chuyện của hai em ấy là tuyệt vời lắm chút nữa mình sẽ kể chuyện cho các bạn nghe hà quế xin chào nguyễn huệ Vũ Thu Thủy Vân Linh Ok chút nữa chút nữa mới trả lời được Nhi Bích Trang Nhi Bích Trang thế nào rồi khỏe không <laughs> Alo Nhi Bích Trang à, bạn nào mà mới thì ấn số 1 vào để cho mình biết xem số người mới tham gia có có tốt không nhỉ anh ơi lợn gầy yếu tim bê complex được không được Nhi Bích Trang sắp chết rồi. <laughs> ông Nhi Bích Trang mà sắp chết thì chỉ có chết vì rượu thôi. Chứ còn gái cũng ông Nhi Bích Trang cũng không thích. À, mà làm thì ông Nhi Bích Trang làm như trâu cho nên là không chết vì gái mà làm mà ông Nhi Bích Trang chỉ chết vì rượu thôi. Lương Thế Cường đàn của anh vẫn nhiều con đi phân sống lẫn máu cá, tiêm ti anolin 2 ngày chưa đỡ, tiêm thêm một ngày nữa. Lương Thế Cường cái bầy của anh khủng khiếp quá. Ừ. đâu 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 bù ra mập giá 50 hoàng chẩu bù ra mập giá 50 đúng rồi trong miền nam giá đang thấp nguyễn thị nguyễn thị trúc luyến heo tiêm không cầm máu giờ làm sao bác sĩ heo tiêm không cầm máu thì giờ phải nghĩ đến cái cái tệ nhất đó là dịch tả lợn châu phi và phong tỏa chuồng trại đi lấy mẫu máu gửi lên phòng xét nghiệm đi hoặc là cái con nào mà không cầm máu lôi ra cắt tiện mổ ra chụp ảnh gửi cho mình nha nông trại vui vẻ bán cho em hai ký thuốc tím em nhắn tin cho anh qua zalo mà không bao giờ trả lời nông trại vui vẻ à, bạn nhắn có thể là bạn nhắn nhầm giống như bạn hôm trước rồi mình không bao giờ không trả lời bất kỳ ai nhá tìm lại đi và chương trình này không phải là chương trình bán hàng ờ, mình không thích bán hàng ở trên này đương nhiên ai cũng thích bán hàng cả nhưng mình không thích bán hàng ở trên này các bạn có thể liên lạc với mình sau những cái giờ phát sóng nhá À funny video đàn heo nhà con có 7 con có vài con tầm 15 16 ký ho vài con chuồng trường... Vài con chuồng hơi ẩm, giờ cho nó uống ăn gì ạ? À? Bác Đông Chờ chút, cái câu hỏi này rất là trọng tâm Tùng Nguyễn Đình Thưa bác sĩ, floor có kết hợp với đề xa, mình thấy nó kết tủa, không kết tủa Mình kiểm tra rồi, không kết tủa, và nó rất là ổn à, Các bạn kết hợp với cái Flo 45 thì nó tủa đấy Heo thịt bị ho, bỏ ăn là bị sao? <laughs> Nhiều lắm. À, à, Hòn Nguyễn xin chào. Thắng Lê, chú cho anh hỏi lợn nái anh ổn rồi, có tiêm vaccine được không? Thắng Lê, ổn sau 28 ngày mới tiêm. Hạnh Lam, anh ơi em bị trắng chuồng rồi, xử lý chuồng rồi. Anh cho em hỏi có nên tái đàn đầy chuồng luôn hay bắt khoảng 10 con thử ạ? bắt khoảng tầm 10 20 con trước thử đi nuôi cho nó đỡ buồn đi đã nếu như không có gì phát sinh thì khoảng 10 ngày sau cả cả vào tiếp nhé Hạnh Lam nhé ừ. chào em cám thế nào em <laughs> rồi ừ, Nguyễn Minh Tuấn 9A1 hoa đám một Ngát Đào một, Đỗ Minh một, Đào Dương duy, Đào duy Dương một, rồi Vĩnh Trần em ở phổ yên em chào anh Đông, ok. Hôm nay sao ít người hỏi thế? Các bạn hỏi nhiều lên nào. Ừ, và trong cái nhóm nhóm cộng đồng chăn nuôi thịnh vượng cùng Đốc Tơ Đông mình bắt đầu thấy không hài lòng về các bạn ở trên đấy. Đó là các bạn up ít video quá quá ít video chúng ta mở cái 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 trang đấy lên để chúng ta tôn vinh chúng ta cơ mà dù xấu dù đẹp gì lên đấy thì chúng ta tôn vinh chúng ta lên chúng ta nắn chỉnh sửa cho nhau ở trên đấy các bạn hồi nay các bạn lầm lì quá đẩy lên không có lại giống ba miền bắc trung nam lại sụp hết bây giờ đỗ nụ chỉ có con lợn ở chân nó có mụn mà ra rất nhiều ngòi mà mãi không khỏi nguyên nhân làm sao tư vấn giúp chị à, nguyễn nụ cái này là viêm do nấm rồi cái này bắt buộc phải trích ra lấy hết cái chân nó ra thì nó mới tịt được chị ạ nhá còn cái con đấy là hơi tệ có khả thể là phải bỏ đi đấy uhm. Lê Viết Phương heo nhà em không ăn mấy ngày nay mà cái bụng như cái trống thì làm sao cho hết à, gõ vào đấy gõ cái phần nó to to. Ấy. Nếu như nó bịch 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 đấy là hiện tượng tích nước trong bụng hoặc là bàng quang không thông. Còn nó cứ bông 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 giống quả bóng ấy thì đấy là là cái ruột của nó và dạ dày của nó chứa quá nhiều khí. Đối với cái hiện tượng mà gõ bịch 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 ấy thì con đã bỏ không giải quyết được nhưng mà gõ thì cứ bong 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 nó nó như cái bóng khí ấy thì chúng ta chỉ cần cho nó uống coca là khỏi thôi mình chưa tìm ra cái giải pháp để giải quyết cái vấn đề tích nước tích nước ví dụ như tích nước xoang ngực ở người là người ta người ta hút từ đường sau cái 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 dịch dịch phổi ra dịch phổi nó tràn ra như ở con heo thì không làm không làm được gì không ai giữ được cả và cũng chưa ai làm cả mình có làm thử đôi ba lần thì cũng có một chút hiệu quả nhưng mà phải là cứ ba bốn ngày thì phải hút một lần cơ và cái đấy nó không có không có phổ thông các bạn ạ hiển phạm <laughs> chào chú đông lợn đực tiêm vaccine bao nhiêu ngày thì cho nhảy được các bạn nhớ nhá đây cũng là một câu hỏi mà mình chợt nhớ ra với lợn đực các bạn tiêm những thứ vaccine này này dịch tả cổ điển khô thai giả dại và không được phép tiêm vaccine tay xanh tỷ lệ tiêm vaccine tay xanh dù các bạn có tiêm vaccine Boringer đi chăng nữa thì cũng tỷ lệ mất tinh là 20 phần trăm và mới có 2 ca vừa rồi đấy ừ, cái chỗ Thái Bình đều là Thái Bình cả 2 ca và xử lý cái này nó nó mệt lắm nha hello úc nguyễn hiển phạm nha nếu như tiêm vaccine vào vẫn cho đi nhảy bình thường không sao cả đâu gia minh anh đông ơi em có một nái tơ khoảng 150 kg 11 tháng rồi sao em phối mãi ba lần rồi mà không đậu chỉ giúp em với cho nó thêm một lần nữa bạn điều trị cái vừa phối vừa tiêm cái tiêm cái amốc vào cho thêm một lần nữa nhá mẹ và bé Vlog con nái nhà em ho rất to ho ra máu và đàn heo vẫn không vẫn ăn không sốt em tiêm hantula và brom nhưng không giảm à, mẹ và bé Vlog cái ca này bạn chút nữa bạn sẽ nghe đây là trọng tâm của cái buổi hôm nay và sau đó thì sáng mai bạn có thể quay clip tổng chuồng cho mình cái bầy đấy cho mình mình sẽ mình sẽ có những cái nhìn nhận đánh giá nó nó sắc sảo hơn nha Nguyễn Minh Tuấn China, là em cho anh hỏi nhà anh có một con lợn đang yên nó bị tím tím ra ở hai chân đằng sau ăn vẫn bình thường hiện tượng này là hiện tượng bị tụ cầu khuẩn thôi không sao bạn có thể lấy cái đô si, bạn tiêm cho nó hai mũi tự khắc khỏi nhưng mà đừng có đắp nước nhé và cả chuồng thì lấy cái flo về trộn cho nó khoảng hai ba hôm thì nó ngừng nó không lây nữa đại phạm bài thuốc bác sĩ hướng dẫn heo con ỉa phân trắng vàng do cầu trùng đúng ba liều là khỏi hẳn xin cảm ơn ừ, cũng có nhiều bác phải dùng đến hết ngày thứ ba mới khỏi còn đa phần thì nó hết ngày thứ hai là khỏi rồi một số bác thì cũng chỉ hết ngày thứ nhất là khỏi rồi đấy là đấy là cái sức mạnh của cái nhóm của chúng ta đỡ phải tiêm đỡ phải chọc mà chắc chắn hiệu quả một số trường hợp như lúc nãy mình mới mới vừa lúc nãy thôi cách đây 30 phút thôi mới vừa nghe một cái cuộc gọi ở trên Lai Châu là cho dùng cái amoxicon và men tiêu hóa cho uống luôn đối với heo cai sữa không khỏi và anh ấy quay 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 này thì ra phân nó màu đen kịt như như màu luyên cái đấy không dùng được amoxicol nha. <laughs> mạnh đình đờ vaccine đô đô ban hay còn gọi là vaccine 67 có nên tiêm không anh chương trình của em em dùng rất ít vaccine đô đô ban em chưa dùng bao giờ Lê Thắng chú cho anh hỏi anh định mua 5 lợn hai máu có nên mua không chú chuồng nhà anh chú biết rồi Lê Thắng Lê Thắng à không Lê Thắng không nên mua chuồng nhà Lê Thắng chỉ thích hợp với khai thác con nái đấy thôi anh mà chuyển sang con hai máu siêu thì năm con đấy thì sau một năm thì anh loại mất ba con vì cái tiêu chuẩn chuồng của anh không đủ đâu và nó rất dễ ốm anh Lê Thắng ạ. nhá. Hằng Nguyễn, heo con tập ăn, thức ăn vậy có cần ủ men tỏi không? Anh cảm ơn. Với heo con tập ăn mình khuyên các bạn nên ủ ủ cũng như ủ với heo thịt ấy. Nếu như là cắm cắm công nghiệp ấy, thì ủ giống heo thịt là từ 48 tiếng trở ra và trong đấy nên có chuối nhá. Ủ thì ủ bằng cái nước men tỏi đấy và cho nước vào. Hằng Nguyễn nha, Hạnh Lam đúng như anh nói, không có cất heo để hốt buồn lắm. Anh ơi tối nào cũng ra đó đứng tới khuya mới ngủ được buồn lắm. Anh giờ chỉ chờ thứ ba với thứ sáu để ngồi theo dõi để rút kinh nghiệm từ anh thôi. Hạnh Lam không còn cơ hội để rút kinh nghiệm nữa bạn làm cái gì phải làm đúng trong nhóm của chúng ta bây tại thời điểm bây giờ có khoảng tầm 99,9% những người là đang tồn tại được trong khi xung quanh đấy xóa sổ xóa trắng hết rồi và đây là cái thành quả của cái cái thành quả lao động của các bạn và các bạn được hưởng cái niềm vui là hot cất lợi nhớ như vậy cái niềm vui bây giờ là niềm vui có lợn để mà hot cất còn đa phần không cũng không, không có không có lợn để mà hot cất đâu cho nên các bạn phải cố gắng hết sức nữa lên nhá hãy cho tôi một like và follow cái 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 này lên các bạn trên youtube cho tôi một like đi là ít quá 135 người mà mới có 15 like ok nhóm của tôi rất là khá Hmm. Vũ Văn Phú như bác sĩ tư vấn trộn phòng ho Tiamolin cộng lo trộn phlo si, cộng tiamolin được không bác sĩ? À, được, nó giống nhau thôi. À phlo si, cộng tiamulin không được. Anh như thế anh lại đốt tiền và em chỉ có hy vọng rằng anh mua phải thuốc tốt, thôi. anh mua được thuốc tốt thôi. Nhá. Phương Ngọc Nguyễn <laughs> Tùng Nguyễn Đình heo 50 kg ho vài con mình trộn flo cộng Dyna mấy bữa không khỏi nhưng cái cách chúng ta trộn là chúng ta hạn chế lây lan và những con nào nó chớm bị thì nó khỏi còn những con nào đã ho rồi bắt buộc phải tiêm và cái chương trình này đến cuối cái buổi này gần gần cuối mình sẽ mình sẽ phân biệt cho các bạn cách ho như thế nào và xử lý cái, cái loại ho đó ra làm sao ừ. biên nguyễn ngoài bắc mình giờ đang là đỉnh dịch hay cuối dịch rồi chú miền bắc bây giờ đang là cuối của chu kỳ dịch thứ nhất bây giờ cả nước ở cả miền bắc thì bây giờ rầm rộ nhất là thái bình ừ. quyền ngô xin chào lương thị nguyễn mình sẽ không đọc tên các bạn nữa và mình tìm những câu hỏi mình nói nhé. Hoàng Thương, heo đầy chuồng, mần răng mà phun được thuốc mũi bác sĩ ơi. Thuốc mũi không phun vào người heo mà thuốc mũi là phun vào thành tường. Đấy phun thật kỹ vào thành tường và cái thuốc mũi này phun thì mũi nó không chết do thuốc mũi này là thuốc mũi bám dính mà nó sẽ dính ở đấy sau đó là nó tỏa ra cái cái mùi để mà xua con mũi đi thôi hôm nay có nhận được một cái thắc mắc từ chị cẩm tú ở trong đắk lắc là oh chị phun thuốc mũi mà mũi nó không chết đấy đây là cái nguyên nhân à, cẩm tú trần thì cẩm tú đây rồi <laughs> ok đây là cái cách làm nhá và chị cẩm tú theo dõi cho em các bác ấy phun ổn chẳng nhẽ lại heo miền Bắc với à, mũi với ruồi miền Bắc miền Nam lại khác với mũi Tây Nguyên không có đâu à, rồi Tùng lương giá heo từ nay đến cuối năm em dự đoán giá như thế nào kịch bản của em đang xây dựng xây dựng kịch bản chu kỳ này cao nhất là 111.000 một cân hơi em xây dựng kịch bản để em có các giải pháp để ứng phó với những kịch bản đấy. Trong đó là em có những cái kịch bản nữa, kịch bản là đến Tết giá heo xuống 46 em cũng có. Và giá heo đến 70 cũng có xây dựng các cái kịch bản ứng phó. Và một trong những cái kịch bản đấy đó là kịch bản giá heo lên 111.000 một cân hơi. Anh Tùng nhá. <laughs> Hữu <Hiếu> Thọ Nguyễn, <laughs> anh chia sẻ ủ cám cho gà đi. Hữu Thọ Nguyễn lên nhóm tìm chị Hoàn, tìm chị Hoàn ở ở đâu nhỉ? Ở Hải Phòng. Chị ấy sẽ hướng dẫn cho bạn. Rồi. Nay lợn lại xuống rồi, thanh đỗ văn Chỗ anh lên năm thì hôm nay lại xuống là đúng rồi Mặt bằng chung hôm nay là 56 Đoàn Ngọc Linh Đan Ok, Quỳnh Thảo Võ Trại Anh Đông đang cho ăn cám trộn Ép viên hay để dạng bột thế anh ơi? Để dạng bột, chả việc gì phải ép viên cho nó tốn công Nông sản vùng cao Heo bị ho không dậy được là sao ạ? À? là nó bị hò quá Phương Ngọc Nguyễn lợn nái tơ mới phối và chưa phối có hiện tượng đái ra nước đục như nước vôi là bị sao vậy anh cho xin cách chữa chắc chắn Phương Ngọc Nguyễn đang cho ăn cám công nghiệp và trong cái cám đấy có quá nhiều bột đá chờ mình một chút Rồi, chào các bạn. Phương Ngọc Nguyễn nha. Đấy là lý do mà thời gian này các bạn hay gặp phải là nái đái ra quá nhiều cái chất mà đái nó khô rồi nước đáy khô rồi thì nó 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 trắng vì ở trong cám trong cám bây giờ người ta bổ sung nhiều bột đá quá đẹp quá các bạn à, dùng bioga sau một thời gian thì nó lắng xuống cát và bột đá ở dưới nó dày kịch đi và các bạn dẫm xuống đấy nó chắc đe chắc như các bạn đứng trên đống cát được nhồi bởi nước nó dã man luôn Chứ Vì như vậy Cho nên là bây giờ Những cái đối tác cám mà ngày trước 18 bao này Được 120 cân Bây giờ lên 10 bao cho 120 cân Và bây giờ là lên 10 bao rưỡi cho 120 cân Thậm chí là 11 bao Cho 120 cân rồi Cái điều đó không lạ Nhá <laughs> Lan Đỗ Gia Minh Bác sĩ ơi em có một nái đẻ một lứa Rồi sao nó Sao nó gượng được hoài mà em phối Bốn tháng rồi vẫn không đậu Anh chỉ cách giúp em Còn đấy loại thì thôi bạn ơi nhá <laughs> không cần chỉ nữa 4 tháng mà chưa phối được nái thì loại đi không để làm gì cả đạt trọng cám ngô ủ nguyên men tỏi có phải cho thêm nước không ạ à? em cảm ơn à, như hôm trước mình nói là 100 cân cả cám gạo cám ngô cái tỷ lệ lý tưởng nhất là lợn càng to thì tỷ lệ cám ngô càng cao hơn so với cám gạo lợn càng bé thì tỷ lệ cám gạo càng nhiều hơn cắm ngô và cái cách mà để giải quyết cái vấn đề cái mùa này đối với miền Bắc thôi nhé đối với miền Bắc và miền Trung thì các bạn nên lấy 2 đến 3 lít nước men tỏi trộn với 100 cân cám đấy trộn khô thôi sau để ủ khoảng 4 5 hoặc 6 ngày thì tùy theo nhiệt độ thậm chí 7 8 ngày tùy theo nhiệt độ ủ khô như vậy sau đó ngày mai cho ăn thì hôm nay, ví dụ ngày mai cho ăn 50 cân Thì hôm nay lấy ra 50 cân Rồi trộn với winmark, trộn với canxi, trộn với cá Trộn với chuối, trộn với thân chuối Đảo đều lên, xong rồi đến ngày mai cho ăn Hoàn toàn lý tưởng, nó chả làm sao ừ? Được không? Và có một anh, hôm qua anh nói chuyện với tôi Là làm, chỉ làm theo đúng những gì tôi nói thôi mà lợn của anh ấy 45 cân mà mỗi ngày lớn được một cân đó là anh vòng A3 người hoa gốc Việt à, người Việt gốc hoa ở anh ấy ở Quảng Ninh dân khai thác mỏ bây giờ mỏ cấm rồi quay về nuôi lợn thôi Ok chưa Minh Trương bác sĩ cho hỏi chuồng bị dịch tả châu Phi xử lý kỹ khoảng bao lâu thì vào được lợn kỹ thì nửa tháng là vào được rồi không cần nhiều kỹ kỹ nữa thì ba bốn ngày là vào được rồi kỹ nữa 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 thì xử lý xong vào luôn được nó chả làm sao quan trọng là kỹ đến mức nào thôi nhá anh lê anh cho em hỏi con nái nhà em chữa được chữa được 3 tháng rồi nhưng em thấy cứ bị dỉ máu ở lỗ chân lông của lợn ạ, à? khả năng lợn của bạn bị viêm phổi, viêm phổi mãn tính, ví dụ như viêm phổi do do tay xanh thì nó hay bị chảy máu lỗ chân lông, chủ yếu là dọc lưng, dọc sống lưng, nhá, can thiệp cái gì đấy liên quan đến viêm phổi, ok chưa? đại phạm làm sao cho heo sinh được nhiều con <laughs> Tinh phải tốt phối phải chuẩn nái chăm sóc phải tốt phải đúng phải kỹ để các bạn nếu như bạn đại phạm mà nghe hết cái clip của tôi thì đầy thì có có đầy cách để làm Lương Ngọc Phương anh cho anh xin số anh hỏi tí hôm anh em gặp nhau cao tốc chạm dựng nghỉ à anh Phương số của em là 0973941347 anh Phương nhé 0973941347 anh Phương là ở Thanh Ba Phú Thọ ok Minh Trương đúng rồi cám bây giờ nhiều nhà máy quá nên chất lượng không được như ngày trước nữa đâu ăn kém lắm thua xa cám ngô cám gạo của mình ok Phương Ngọc Nguyễn như anh nói thì phải thay đổi cám Như vậy có cần tiêm thuốc gì không ạ à? Phương Ngọc Nguyễn Mình không nhớ câu trước của bạn Chiến Nguyễn Mạnh Chào bác sĩ cho em hỏi Heo nái nhà em hơn một tạ Không thấy động dục Heo nái thì Thời gian phối giống lý tưởng nhất Là từ 8 đến 10 tháng Còn hơn một tạ Chắc là heo của bạn là heo gì ấy? Nếu như mà từ 8 đến 10 tháng Thì từ 135 đến 150 trăm kg rồi nhá à tùng lương mới đi uống lon bia hả giờ nhấm mồi làm mọi người chảy nước miếng <laughs> chạy xuống chạy xuống dưới nhà trẻ con gọi chạy xuống dưới nhà làm ít táo ít táo ít táo. Mạnh Hùng, bác sĩ cho hỏi lợn con được 26 ngày tuổi đã tách mẹ ăn cám máu. Bị đi ngoài bác sĩ cho cách điều trị xin cảm ơn. Phân là phân màu gì? Nếu như phân phân sống thì dùng amoxicillin và men tiêu hóa, còn nếu như phân màu luyên thì trộn cái Dyna vào và tiêm cái tia nào lên 200 đấy là giải pháp của mình còn có rất nhiều giải pháp nhé Mạnh Trung nhá Mạnh Hùng Phương Ngọc Nguyễn như anh nói là phải thay đổi cám à có cần tiêm gì không mình không nhớ câu hỏi của bạn nông sản vùng cao anh ơi vậy heo bị viêm phổi không dậy được có hy vọng cứu không anh thôi loại đi trời ơi có mỗi con này. <laughs> hoàng hoàng thương thầy đông bữa ni vui hầy thầy trò gì à, gọi nhau là anh em là ngon rồi mà không gọi nhau là anh em thì gọi nhau là chú cháu nhưng mà tớ là cháu còn các bạn là chú vì tớ rất là trẻ năm nay mới 18 tuổi thôi tớ không đồng ý tớ là chú đâu mà anh em là được rồi nhá không thầy trò gì ở đây nhức đầu quý kiều duy xin chào lương ngọc phương đọc lại anh xin với để em nhắn cho không không chín bảy ba chín bốn một ba bốn bảy rồi đấy anh phương nhá Đỗ anh cho em hỏi em có con lợn nái ăn kém ỉa chảy phân đen mà là bệnh dùng thuốc gì anh à, dùng cái cái tia 200 mà tiêm. Quyên Trần em vừa ủ men tỏi của anh cho em hỏi để ủ một xô bột 100 kg cần bao nhiêu nước men tỏi 2 đến 3 lít Phương Ngọc Nguyễn thì lợn đái ra nước vôi đấy à, bạn có thể thay đổi cám và thay đổi cái cám của công ty nó chất lượng vào công ty nó uy tín vào hoặc là bạn có thể làm cám tươi đấy là cái cách giải quyết tốt nhất vì bạn cũng chẳng thể quản lý được cái quy trình chất lượng của CP hay của pha hay của The Hết hay của AF hay hay của bất kỳ công ty nào đâu mình đang hướng dẫn các bạn làm cám tươi và mình muốn bạn làm theo hướng như vậy để giải quyết vấn đề của bạn bạn chỉ cần làm đâu đó khoảng 3 ngày hết ok chưa à, các bạn hỏi tiếp đi nào sau đó đến lượt mình hôm nay hơi đói nhóm của chúng ta cuối buổi chiều ở à, cuối buổi hôm nay thì họp lại một chút nha ừ. rồi không có ai hỏi nơi tốt rồi bây giờ đến chương trình tôi sẽ nói với các bạn chương trình của ngày hôm nay là phân biệt giữa ho do viêm họng và ho do viêm phổi ngọc đại trần anh đông ơi em có con nái tách con rồi mà cứ hôm ăn hôm không người bình thường không sốt xử lý thế nào anh tách con rồi mà bị như vậy thì khả năng bị viêm rất là cao à, tiêm cái hanbrot vào xong rồi xử lý lại viêm đi. À, cái ho do viêm phổi và ho do viêm phế quản. Các bạn hình dung này, nhà mình cũng có trẻ con và mình cũng đã chúng ta cũng đã từng là trẻ con. Khi các bạn ấy bị viêm viêm họng, viêm phế quản, các bạn ấy ho. Ồ ho một dây dài ho đến tím mặt tái mặt ra và ho ho cho bố mẹ sốt sụt sốt xình xịch ra sốt rất cao đấy nếu như viêm phổi à viêm phế quản sốt rất cao các bạn thấy không ho ho đến 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 gào họng ra ho giống cứ có, có, những con lợn mà ho nó đến tất cả cái mau mạch ở ở ở, ở phế quản ra nó thổ huyết ra máu đấy là ho do viêm phế quản ho rất là to dây rất là dài người ta gọi là ho cho cả làng nghe ho như như kéo gỗ đấy là ho do viêm phế quản và con lợn sốt ăn kém nằm thu lu một chỗ thế này người sốt mắt lên kia nỗi y xì giống con của chúng ta bị viêm phế quản Vậy thì cái cách xử lý mình đang đưa ra đó là phở lo cộng với đề xa nếu con nào mà bị sốt thì tiêm cái hạ sốt angin vào là được đây là đối với heo thịt nhé. mình đang hướng dẫn đối với heo thịt và cái tuổi của nó khi mà nó nó bị cái bệnh ho do viêm phế quản này, này đừng đừng bao giờ nói với tôi là hô hấp phức hợp hay là đã hô hấp phức trời đi nữa vì những cái đứa mà cứ mở mồm ra hô hấp phức hợp phức hợp phức hợp là nó không biết cái gì mẹ hô hấp phức hợp là hô hấp cái gì theo tôi hô hấp phức hợp là hô hấp phức tạp phức tạp là đích biết gì thì bảo nó là phức tạp quy ra những cái đoạn này nó có tí đây với xuống cái phổi có tí thế này thôi làm gì mà phải to tông ra như thế viêm phế quản là ho rất là to gào ra dài ra và cả làng nghe có thể thổ huyết ra các bạn thấy không và nó còn lâu nó chết nó rất là khỏe nó cứ sốt lừng rừng lừng rừng lừng rừng sốt thì cái cách tôi đang giải quyết đấy đó là cái floor đề xa và hạ sốt các bạn xử lý bằng những cái giải pháp đấy thôi là được yeah. tôi đang giải quyết bằng giải pháp đấy nhớ như vậy và trộn phòng ho bằng cái gì tôi vẫn dùng cái Dyna và cái phần lo tôi trộn cho nó 7 ngày tỷ lệ không được cao trộn một tí vào buổi sáng cho nó ăn để những cái con nào nó chưa bị thì nó không bị nữa những con nào mà nó bị ít bị nhẹ thì nó có khả năng nó khỏi được còn mình chỉ xử lý vài ba cá thể thôi chứ đừng có cái gì cũng vác tổng đàn ra tiêm vác tổng đàn ra tiêm mệt lắm còn cái ho thứ hai là ho do viêm phổi phổi nó nằm trong này này thấy không mấy cứ ông mà bị bị lao phổi ấy bị hen nó <laughs> cong người lên nó ho và nó ho rất là khó nó ho cực kỳ nhẹ bé và người của nó nó cứ nhợt nhạt nó cứ trắng 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 đi trắng 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 đi à. mũi thì lịch thò lò đấy là viêm phổi và ho do viêm phổi nó nặng vô cùng nặng luôn mà các bạn đã ăn nó đã rất là nặng rồi mà các bạn can thiệp không đúng thuốc hoặc là can thiệp thuốc quá liều mà không hộ lý cho nó thì cái tỷ lệ khỏi nó rất thấp các bạn điều trị chán chê đi xong rồi chán không muốn điều trị nó tự nhiên nó khỏi các bạn đa phần các bạn là hay làm khổ con con heo thôi chứ không phải các bạn là điều trị điều trị cái quái gì điều trị đến tiêm cho cổ nó sưng lên thế này gọi là điều trị những cái ông mà mẹ tao nuôi lợn đến 20 năm 25 năm rồi mà tao chưa thấy thằng nào nói như mày phải tiêm cho nó không sưng thế này hôm vừa rồi mới có ông là ông bảo anh ạ à, con lợn nái đẻ mà ngày hôm nay là ngày thứ năm rồi em tiêm hết một lọ rưỡi thuốc kháng sinh nhỉ đấy là một lọ rưỡi cái chai cái chai xét tiêu phu là 150 cc rồi sợ không có con lợn nó bỏ ăn các bạn đấy công việc của các bạn là như thế đừng nghĩ là tiêm nó quá liều nó khỏi và nói chuyện và nói chuyện với những cái chuyên gia những cái người mà yêu thích nuôi lợn, người ta tâm huyết người ta biến cái cái công việc của người ta thành thơ thành một cái gì đó mà người ta để giải trí thành một cái gì đó mà để người ta thưởng thức cuộc đời thì khi ấy nói chuyện với những người đấy nó mới sướng vì ho do viêm phổi là như vậy chúng ta hình dung nó ho rất là bé người của nó cứ mái dần mái dần đi rồi nó ho nó cong lưng lên nó ho cái tiếng ho rất là nhẹ phân biệt dễ dàng hai loại ho đấy mà thì chúng ta điều trị cái gì điều trị cái gì cái ho to kia chúng ta có thể điều trị thêm cái 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 long đờm giãn phế quản ở đây những cái cái những cái thuốc đấy cũng được không sao cả nhưng mà cái ho to ở à, ho bé thì chúng ta điều trị như thế nào có mấy cái loại kháng sinh như sau các bạn cần lưu ý cái rắc trà nhưng mà tôi không khuyến cáo dùng cái này vì nó siêu đắt nếu như mà đại lý bán ra có khoảng tầm 4 triệu chín một chai 100 trăm nó quá đã cái thứ hai là cái tu la các bạn để ý cái tu và điều trị cái tu la đấy thì hiện tại nhóm của chúng ta đang điều trị phối hợp với nhau đó là Tula, anagin và caffeine trộn lẫn với nhau tỷ lệ bằng nhau sau đó lắc đều cái 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 hỗn hợp này đi và tiêm 1 cc cho 10 cân hai ngày tiêm một mũi và tôi thấy rất là ổn, rất ổn, rất ổn. thì các bạn và đang điều trị cũng rất là ổn và cái đấy tôi đang dùng đấy là dùng liệu pháp điều trị dự phòng tay xanh luôn và điều trị tay xanh luôn cũng rất là ổn. tay xanh là gì? tay xanh là hội chứng rối loạn sinh sản ở ở con nái và hô hấp ở cả nái và thì thôi, hô hấp, thở bắt đầu nhịp thở phập phùng, phập phùng, phập phùng đây là viêm phổi thì tôi đang dùng như thế và tôi thấy rất tốt còn các bạn có thể dùng nhiều rất là nhiều các cái giải pháp đối với riêng con nái đây là một phạm trù hoàn toàn khác biệt bà bầu mà và con con nái thì bao gồm cả nái chữa và nái đẻ nếu như ho ở bất kỳ cấp độ nào kể cả ho to ho gào lên hay là ho do viêm phổi thì tôi cũng đang dùng đó là cái 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 gì nhỉ quên mẹ cái x4 cái x4 cái x4 như tôi hướng dẫn ấy, dùng thì tiêm con nào mà to thì tiêm đâu đó 12 cc mũi đầu tiên mũi thứ hai 8 c mũi thứ ba 8 c mà tiêm đa phần tiêm đến mũi thứ hai là khỏi tịt rồi và nó không có lặp lại nữa và đấy là kinh nghiệm của tôi các bạn đừng có đừng đừng có bảo là ô thế nọ thế kia các bạn có thể nêu ra một vài cái ý tưởng nào đấy em đã kết hợp cái này cái này cái này điều trị được và anh và anh có thể xem xét để triển khai và thử nghiệm cho nhóm của chúng ta tôi trông chờ các bạn ở cái điều đấy uhm. à, và cái lo tôi đang dùng tôi yêu thích cái lo 30 chứ không phải lo 45 vì cái hàm lượng của nó quá cao Lo 45 hàm lượng cao lắm là... nhé uhm. Ok à, chương trình hôm nay của chúng ta như thế là xong rồi uhm, phân biệt hai loại đấy thôi còn mình muốn kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện thế này các bạn đang chống dịch như thế nào Hôm nay có một cuộc gọi ở ba vì alo em à. à Vâng cái con đấy nó sốt chị nó bỏ ăn chị lôi ra chị mổ rồi quay clip thì nó mở tịt đi đó chị quay thế này em xem làm sao được tốt nhất là chị phải lấy cái mẫu cái cái, cái lách để đấy vì làm thịt ra ngon lành lắm rồi lấy cái lách đấy gửi ngay lên bệnh viện thú y học viện nông nghiệp việt nam chị 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 xét nghiệm đề nghị xét nghiệm dịch tả châu phi cho em Ừ chờ chị một tí chờ chị một tí lọc cọc, lọc lọc chạy vào xong rồi chạy ra em ơi cây lách đấy băm cho vào trong cho vào trong chậu tiết rồi chuẩn bị đổ đổ rồi 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 ôi là rồi đấy cái câu chuyện các bạn các bạn chống dịch như thế đấy các bạn thấy các bạn sợ lợn chết mổ ra đến cái lách của nó cũng băm 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 xong rồi cho vào rồi đây là đổ rồi nên là chống dịch như thế thì chống cái gì <laughs> câu chuyện nó như vậy mình lái xe mà mình mình hôm nay mình lái xe đi phú thọ trên đường về mà mình không nhịn nổi cười cười cái này là cười ra nước mắt và đi mổ đi mổ khám thì mổ ra để khám chắc là các cụ một Đội thì ra đội thì mục tiêu là mổ khám nhưng đội kia ấy, thì đang mổ ra để làm rồi này, làm lòng này, rồi chia miếng thịt ra để bán này. Rồi chia miếng chia mảng ra để về để cất này. Sau người có cái lách chụp ảnh quay clip chụp ảnh ra bảo lấy cái lách thôi cắt tiết rồi mổ rồi thì thôi lấy cả cái lách đấy gửi lên phòng xét nghiệm thì chạy vào ôi thôi các bác cái đã băm nhỏ các bác cái cho vào cái 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 cái, cái tiết để để chuẩn bị đổ rồi rồi chán thế lại có một có một bác nữa ở nam định mổ khám thì mình thấy thế này bảo lợn của cô có hai con nái nó bị ốm thì cô bán bán chạy đi 2 triệu một con bây giờ cô còn 15 con mà nó chết hai con rồi còn 13 con cô cô cho cô cho người ta làm thịt thì cô bảo người ta là mổ ra rồi chụp quay chụp gan lách thận phổi tất tần thật mọi thứ bên trong cho cô để cô gửi cho cháu thì ôi thôi các vị em mổ ra mình đã thấy cái da của lợn ấy, là cạo sạch sẽ khò nó vàng ươm rồi ngon lắm À, mổ ra thì còn còn khám xét cái gì Hả à, các bạn Cái công việc này nó, Nhiều lúc nó cười ra nước mắt đấy các bạn ạ Không thể tin được là các bạn Rồi Bạn nào có cái câu chuyện nào hay hay không kể cho tôi nghe với Mệt ghê Tôi tiếp tục đọc câu hỏi của các bạn Một số bạn nữa Uhm. anh duy làm cách nào để biết phối heo chưa đậu ạ à? thì có cách đó là nhìn cái bụng của nó hoặc là phải có máy siêu âm anh duy ạ à. uhm. nếu như anh mà quen biết được với anh em bán cám thì các công ty cám trang bị cho anh em kỹ thuật thị trường cái máy siêu âm heo và em đã dùng cái đấy nhiều năm rồi nhà cũng có nhá khoảng tầm từ 23 ngày trở lên là bắt đầu siêu âm được rồi và heo nhà em thì bất luận là trong tháng từ 25 đến 30 ngày tất cả đều phải được siêu âm hết để tránh lãng phí cám Quý Kiều Duy, anh cho em hỏi lợn nái em để sổng sang ngày thứ hai em đun nước chầu không thụt rửa ba ngày mỗi ngày hai lần và em tiêm chống viêm han clamox của han vét tiêm ba mũi mà vẫn bị viêm em xin cách khắc phục thứ nhất là tiêm cái gì thứ hai là thụt rửa như thế nào thì bạn thụt rửa bạn có thể đun cái nước lá dầu không được nhưng mà bạn đừng cho muối vào bạn thụt rửa vào đấy là tối thiểu mỗi lần là 2 đến 3 lít nước nước lá dầu không riêng của bạn là bạn thụt rửa như thế và bạn tiêm cái han cà la mốc với con nái từ lứa thứ hai trở lên mũi đầu tiên 15 c mũi thứ hai 10 c mũi thứ ba 10 c mình khuyên bạn như vậy còn đối với cái con nái hậu bị lên đẻ lần đầu thì mũi đầu tiên là 12 c mũi thứ hai 8 c mũi thứ ba 8 c và cũng thụt rửa như thế Ừ, mỗi ngày một lần thôi cái không phải là chắc chắn nó không viêm nhưng cái tỷ lệ viêm là rất thấp nhé bạn xem lại cái cách làm đi và cái kim tiêm ấy. kim tiêm cho lợn nái là phải là kim 16 dài chứ bạn kim tiêm kim 16 ngắn chừng này thì bố nó cũng viêm nhá xem lại các cái chỉ tiêu đấy đi quyên trần cho em hỏi em mới phối ba nái sáng thấy có dịch màu trắng ra âm hộ liệu có đậu khai không? Cái dịch màu trắng ra âm hộ có thể là cái 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 cái, cái tinh cái cặn tinh cái cái dịch tinh nó thừa ra nó chảy ra. Nhưng đối với những cái con mà bạn nghi ngờ nó nó có thể viêm thì bạn có thể tiêm cho nó khoảng 10 đến 12 cc mốc rồi cứ phối như bình thường đi. Nó sẽ nó sẽ cho bạn kết quả lý tưởng đấy. Minh Trương <laughs> chắc vợ không cho ăn cơm tối nên đói hả <laughs> Hôm nay đi ăn trực bạn ạ Nam Phạm mua thuốc Tula gì và không p in ở đâu bác chịu Mà viết cho nó chính xác vào Quỳnh Thạo Võ Anh thử trời rồi, tất cả những cái tin nhắn mà không có dấu mình sẽ không đọc đâu. Hùng Hà, chú lướt qua câu hỏi của anh rồi, Hùng Hà. Câu hỏi của anh là gì? Nhắn lại đi. Lê Văn Thảo, chào bác sĩ, heo cai sữa trọng lượng 20 kg, tiêu chảy phân xi măng, phân xám nhờ anh chỉ phác đồ điều trị. Phân xi măng phân xám là phải cho nhịn ăn? vì phân xi măng phân xám đó là viêm ruột rồi thì phải nhịn ăn vì cái thức ăn của nó mà vào ruột thì nó làm cho cái quá trình viêm nó trầm trọng lên và mình khuyên bạn nên dùng cái này, này. nên dùng cái tianolin 200 và cái Dyna trộn tianolin 200 thì tiêm các bạn xử lý như thế khoảng 2 hoặc 3 ngày rồi. yêu cầu bạn là phải dùng đúng thuốc và thuốc là phải thuốc thật Thế Dũng như hôm vừa rồi mình mình có đưa ra một đoạn clip đấy và mình cũng rất là biết các bạn hay theo dõi các cái clip của mình và mua thuốc về điều trị ok cái đấy là cái mình muốn mà muốn các bạn chủ động cái công việc của các bạn nhưng mà đa phần các bạn là cho kết quả tốt sau đó còn gọi điện lại khoe mình là OK em ơi, hôm trước chị nghe em nói là phải mua thuốc này thuốc này về điều trị, chị cũng mua về điều trị khỏi rồi em ạ. Cảm ơn em, mình rất là hạnh phúc. Trong khi một số người thì anh ơi, măn răng mà anh hỏi, à, anh hỏi là thuốc nọ thuốc này thuốc này về tìm cái bệnh này bệnh này bệnh này mà em tìm măn răng mà không khỏi, không khỏi. Thì cái không khỏi đấy có thể là bạn chẩn đoán nhầm bệnh hoặc là bạn chẩn đoán đúng bệnh rồi nhưng mà đấy là các bạn dính phải cái thuốc không đủ cái hàm lượng không đủ cái chất lượng mong muốn để chúng ta giải quyết bệnh mình có đưa ra một cái video một cái đoạn clip mà thuốc mà cái thuốc tia nao 200 hai ở ở kim sơn ninh bình đấy là một phần vô cùng bé nhỏ trong cái ngành này thôi tia nao lên hai mình cũng bị bị tí nữa thì bị lừa rồi nó chào mình là 120 ngàn trong khi tiến phát nó phân phối là một cái con số khổng lồ gần 300 ngàn gần 300 ngàn mình bảo rẻ lấy ở đâu nó bảo lấy trong trại CP mẹ chạy CP làm gì lấy được cả trăm chai mà chạy CP bây giờ gần như không thể lấy được chỉ có may ra anh em nó rút tí nó nó, nó đưa cho thì được chứ làm sao mà lấy được cả chai nó nó nét nè nẹ nẹt nẹ như thế thì tôi 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 ra tôi tôi nhìn phải là hai lọ một lọ tôi mang đến và một lọ và một lọ của họ thì tôi nhìn anh ấy tiêm hai chai rồi mỗi chai 100 cc cho cái bầy lợn bé tí thì tí, tí có mấy chục con của anh ấy có mấy con thôi nó bị thôi mà không khỏi không khỏi con nào cả. Ừ, mình mang ra chai này là chai mình mang đến này. vì mình nhập có hóa đơn đỏ mà chai này là chai của họ này. thì cái chai của họ cái màu của nó nó cũng gần giống màu của mình nếu không để sát nhau và không tinh mắt không biết được cái thứ hai là nó dán nó xích 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 xéo xéo này nếu như mà nó dán cũng giống như thế cũng không phân biệt được cho mình đưa cho dùng đưa cho dùng thì sau đó khoảng 3 hay 4 hay 5 ngày dễ không nhớ thì mình cũng quay lại mình kiểm tra mình cũng quay lên hết lên clip ở đây mình quay lại mình kiểm tra thì anh ấy bảo tiêm có đến mũi thứ hai là khỏi thôi. có một con nặng nhất thì tiêm đến mũi thứ ba là khỏi thì các bạn thấy không nó là cả một bầu trời khác biệt và mình rất là hy vọng à, các bạn sẽ mua mất tiền rồi nhưng các bạn sẽ tìm được những người mà chọn mặt gửi vàng những người có đạo đức ở trong nghề vì cái nghề này nó lòng vòng lắm cái nghề này quả thật là cái nghề lồng vòng à, và cái câu chuyện đó là tôi ở trên đoan hùng cách đây mấy năm cũng hoành tráng cũng mở cái cửa hàng thuốc đầu tư vào 500 triệu sau hai năm đã bổ đổ vào đấy bao nhiêu nữa cuối cùng tổng kết lỗ không phải đầu tư 500 đầu tư nhiều cuối cùng bán sới khỏi cái đất đoan hùng với cái mức lộ của cái thương vụ hai năm tuổi trẻ đó là 500 triệu chứ không phải là đầu tư 500 triệu mình chẳng hiểu được người ta buôn bán thuốc thu y sao người ta lại giàu thế người ta xây được nhà lầu được xe hơi mua được xe hơi trong khi mà cái tiền mua con xe của mình cũng là tiền ở trại ra không hiểu được nhé Ừ. Có thể một số bạn không tin Nhưng mà đa phần các bạn sẽ tin Vì các bạn Chắc chắn sẽ dính Hiểu không Để mình đọc tiếp Các câu hỏi sau hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm nha Nốt câu hỏi thôi Đâu hết là Tất cả những câu hỏi mà không có dấu mình không đọc đâu à... Thảo Lê Văn trả lời đúng rồi đấy Trả trả lời như thế nha Thế Dũng Đúng rồi heo bị ho nhà anh bị đau như vậy Thổ huyết ra hộc máu mũi <laughs> Ngọc nuôi heo Như ở người là viêm hô hấp trên và dưới thôi Đúng rồi làm gì mà phải phức tạp thế bác khổ bảo biến cái phức tạp thành cái đơn giản thì con cháu của bác toàn làm ngược lại mệt lắm uhm. hiển phạm thuốc phở lo của người có tiêm được cho heo không được thuốc phở lo trên đời này nói về kháng sinh thì trên đời này nó có 7 nhóm kháng sinh nếu như người nào chia ra thì chia làm 9 nhóm kháng sinh và dùng cho muôn loài nhớ là như vậy dùng cho muôn loài trong đó loài người là loài cao cấp nhất sau đó đến con chó cảnh con mèo cảnh nhớ nhé sau đó con chó cảnh con mèo cảnh và cái cao cấp bằng cách là người ta sẽ tinh chế những cái thứ này hoặc những thứ chuyển vào nó tinh khiết hơn thôi chứ có cái quái gì đâu mà 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 phải là thuốc người với thuốc lợn phải không Minh Trương Ngọc nuôi heo vẫn áp dụng chỉ định của nhà nhà nước hay là hay dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt chứ hả <laughs> Minh Trương Ngọc nuôi heo là ông nào nhỉ chắc là Ngọc nuôi heo đẻ ít con à vẫn áp dụng chương trình chủ trương của nhà nước là dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt hả Văn Tuấn Nguyễn anh giỏi quá, giỏi cái quái gì ở trong cái ngành này thì cắm đầu vào, cất nhiều thì nó sẽ sinh ra được thôi, nó sẽ biết được một chút thứ để lên đây chém gió với anh em thôi, giỏi cái gì Ngọc nuôi heo ok hơn rồi bác ơi, Khoa An xin chào Minh Trương Ngọc nuôi heo ít thấy lên sóng lắm đấy, mình vẫn theo dõi bạn hàng ngày đấy nhé. Minh Trương cứ nghĩ đến hai chai hai cái video bác sĩ Đông về nhà Ngọc nuôi heo tôi là buồn cười nuôi rách máng à ông Ngọc Đoan Hùng <laughs> ông Ngọc Đoan Hùng rồi rồi ok <laughs> Văn Tuấn Nguyễn anh ơi cho em hỏi nái chữa khoảng 10 ngày nữa đẻ em cho ăn luôn cám viên nuôi con được không ăn hơi sớm năm bảy Pham <laughs> rồi à, mai Văn Thành em có con nái tách con 15 ngày rồi mà nó không lên giống lúc tách em có tiêm ad rồi anh giúp em giải pháp giải pháp đó là bạn bỏ hết cả cái 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 kiến thức à, à vừa xuống nhà cầu rồi uhm, tớ có cái giải pháp đó là bạn tiêm cái ghét ta vét hoặc cái PG 600 một trong hai thứ thôi bên này và bên này bạn tiêm cái han và lên giống bạn lấy luôn được nhá và cái cơ chế thì mình cũng đã nói rồi đoàn lực anh đông cho em hỏi có nên chăn đàn vào dịp tết không chăn hay không là việc của bạn ừ, còn nên nên hay không là việc của bạn còn chăn được hay không là việc của tôi Tùng Lê Văn anh cho em hỏi men chế phẩm sinh học ủ cám có ủ men tỏi được không tôi không biết cái men của chúng ta là men kháng được virus dịch tả lợn châu Phi và cho nên là chúng ta mới tồn tại được cỡ cỡ khoảng gần như là tuyệt đối nhóm của chúng ta và các bạn đừng có nghĩ cách nhân lên, không có đâu. Cuộc đời không có cái gì dễ dàng như thế đâu. Như thế đâu. Và cuộc đời của các bạn hơn nửa cuộc đời làm bậy rồi. Bây giờ đừng làm bậy nữa. Hãy làm người, hãy làm người lương thiện, hãy làm đúng để còn đi xa, nghĩ xa, nghĩ dài ra. Còn những thằng nào nghĩ ngắn thằng ấy chết. nhá. Lớn rồi. Tùng Lê Văn cho nên từ giờ trở đi đừng hỏi những cái câu ngớ ngẩn như thế nó 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 rác tai lắm Minh Nguyễn anh Đông cho em hỏi có đàn heo 10 con trọng lượng 30 đến 40 kg mà từng cặp cứ cắn nhau cả đàn heo như vậy xử lý thế nào Minh Nguyễn gọi cho mấy thằng bán cám theo như vậy là nó thiếu một cái gì đấy và nếu như bạn mà nhờ tôi tư vấn thì tôi sẽ tư vấn đó là bạn cho ăn thêm cái thân cây chuối vào và cái thức ăn cám công nghiệp của bạn thì bạn mua cái kích màu kích cựa của gà bạn cho nó ăn khoảng hai ba hôm nó hết cắn nhau nha quyên trần cho em hỏi thuốc tím em mua của anh đó nếu pha bình bơm 20 lít cần bao nhiêu thuốc tím em cảm ơn mẹ cái thằng quyên trần này hỏi vơ hỏi vẩn quyên trần Thuốc tím không dùng để phun đấu đất ạ à, Dùng để tắm rửa vệ sinh Một cân cho 100 đến 300 khối nước Thằng này chắc chắn sẽ Dở lắm Làm toàn làm ẩu làm liều Nam Phạm Mua thuốc Tula Anagin và caffeine ở đâu bác sĩ Mua ở, ở hiệu thuốc thú y chứ mua ở đâu Bình Thạo Võ Anh Thu mua bắp cám gạo chuối tỏi cá để ủ có sợ nguyên liệu bị dính virus không hay ủ cám là chết virus anh không chết được à, à, thu mua thì ai cũng thu mua mình nhìn vào cái kết quả ấy. cái kết quả của chúng ta là gần như tuyệt đại đa số không có ai dính cả mặc dù nguyên liệu của chúng ta là cũng đi thu mua thôi nó có làm sao đâu đã bảo rồi cái men của chúng ta có thể kháng được virus dịch tả lợn châu Phi anh hiểu chưa Hùng Hà kháng sinh nào chị heo viêm phổi tốt nhất anh nói rồi đấy viêm viêm phổi tốt nhất đối với co đối với heo từng lứa tuổi và phải phát hiện sớm cái giác trà tốt nhất theo mình đánh giá sau đó đến cái tu la cái Tula cái thành phần của nó thì cái Tula cái drug xin là tốt nhất nhưng nó siêu đắt đỏ thì hiện giờ mình đang dùng cái han xin của hanvet nhé chưa những cái những cái Tula của các hãng khác cùng thời điểm này mình cũng đã trải qua rồi nó không quá và 380 000 ngàn một chai 20 c ok chưa được hmm. Còn đối với heo nái thì mình đang dùng cái X4 Trương Vũ Văn <laughs> Lê Thắng Ngọc nuôi heo, heo đẻ hai con Tùng Lương Trộn thêm nành lên men Heo có tuyệt vời Heo con tuyệt vời Anh cai sữa heo 8 kg Tròn 2 tháng con to khoảng 60 kg Bình quân 50 kg Các bạn thấy không Đậu nành lên men Và đây là cái quả đấm thép đã tới Tớ sẽ Tôi sẽ dành cho các bạn để các bạn trở thành người nào đấy trên thị trường mà bất kỳ bố con thằng nào cũng không đánh được các bạn Ok Lương tưởng chờ đây Hiếu Nguyễn lợn viêm phổi dính sườn điều trị thuốc gì được bạn đã viêm phổi dính sườn thì chỉ có vitamin B song và sun phát đờ dao viêm phổi dính sườn là viêm phổi mà điều trị không dứt khoát thì nó cái dịch viêm nó nó tràn ra sau nó nó làm cho cái phổi nó nhớt rất là nhớt nó dính vào sườn này thì chỉ có vitamin B xong và sun phát đầu ra thôi Mato 2507 anh mới mua một con heo nái hậu bị của công ty của công ty bị mà này bị ho và chảy mũi nên dùng loại thuốc nào chứ đông con của anh bị tay xanh rồi và dùng cái phác đồ điều trị tay xanh đi Ok chương trình hôm nay đối với nhóm trên YouTube của chúng ta dừng lại ở đây nhé Xin thân ái chào và tạm biệt các bạn nếu bạn nào mà còn thắc mắc những cái câu hỏi mà mình chưa kịp trả lời thì các bạn có thể nhắn tin vào Zalo số 0973941347 cho mình 0973941347 cho mình còn mình rất mong được cái sự đóng góp Chân thành của các bạn và mình chỉ là một trong số ít những người có được một tí kinh nghiệm thôi và kinh nghiệm của mình là cái kinh nghiệm bằng lao động thực tế và cóp nhặt của các bác nông dân để chúng ta lên đây trao đổi với nhau để cuộc sống của chúng ta đỡ vất vả nhé <laughs> rồi thế dũng ok xin chào